Vâng, em lần đầu làm chuyện đấy. Làm sát các đồng chí giao thông làm việc tí. Nhầm xe à? Xin phép giám sát các đồng chí làm việc tí nhá. Dạ đồng chí. Các bác bị lỗi gì đấy? Cái đèn đỏ à? Đi xe cũng vượt đèn đỏ thế. Cái đèn nhí cái chỗ này luôn mà. Cái đèn đấy bọn em còn chỗ còn đi. Trên đường cơ. À đèn tận trên kia. Em cũng còn thấy nào mà em chỉ biết đèn quạt thì nó vẫn là đèn. Cái đèn đấy nó sẽ đèn đỏ lên đâu nhìn nó sẽ như. Nó còn nắng quá đúng không? Hay là không phải sở trí thế này đèn một chỗ mà để nhờ chỗ. Thế các bác ấy cho xem hình ảnh chưa? Các bác cho xem hình ảnh chưa? Qua đèn vàng à? Thế là vừa đèn vàng đúng không? Thế là vừa đèn vàng chứ không phải vừa đèn đỏ đúng không? Thế bảo các bạn chứng minh lỗi thì lập biên bản thôi. Xử lý thôi. Thôi. Trạm thu phí Quất Liêu cũ nhá, vòng xuyến nắng quá trời thiết nắng vất vả. Bà con này đi cũng phạm lỗi thế này, vượt đèn vàng cũng bị bắt ở đây rồi, giữ lâu lắm rồi chưa thấy lập biên bản. Các bạn xử lý xong rồi à? Có được. Lỗi gì đấy? Lỗi gì đấy? À cũng đèn đỏ à? Xử lý biên bản chưa? Em xong xong rồi anh. À đây. Chẳng có biên bản. À đây à? Không biên bản à? Đấy. Biển số. Mày cứ giám sát một tí xong rồi các đồng chí dừng bắt hết cả lỗi này, lỗi thì phạt rõ nhiều rồi. Không thấy bắt ai nữa cả. Để ý anh cái xe cho mất cái xe anh đi mượn đấy, đừng có trông anh xe anh mất xe rồi anh đùa đâu. À, tôi quay lại cái xe của tôi lấy không có thì đến lúc mất thì là không tìm được. Đã bảo rồi anh chưa rồi mình. Hả? Mất đấy. Trạm thu phí Quất Liêu cũ, vòng tròn đường rẽ đường tránh Vĩnh Yên nhá. Các anh em lại đến đâu lại không thấy bắt người vi phạm đến đấy thế này, chứ đồng bình thường thì bắt rõ nhiều. Các anh em lại cái là bắt đầu không thấy người vi phạm, chấp hành giao thông đầy đủ lắm. Bắt vào xin biên bản để về thôi. Xưa nắng lôi thế này và bảo các đồng chí lập biên bản rồi để về thôi. Nắng lôi thế này.
Tài nhờ xuống lại cái không thấy lỗi nước gì ở đâu nữa, không thấy bắt lỗi của ai nữa nhờ. B16416. Đấy, ở đây lửa tiếng rồi xong lại đi không. Không xử lý gì ạ? Bỏ lọt à? Máy em cái máy cùi nó quay nó không được nét lắm. Lai máy đây nhá. Nguyễn Tất Thành, anh lai của máy thôi. Lai máy thôi. Anh đang lai ở đâu đấy? Anh lai ở 88. Hai bà đấy tự nhiên được đi à? Xin đâu đi đấy? Xin đâu đi à? Mình xin đâu đi đấy? À. Hai đấy là đang chuyển khoản. Có anh có tiền mặt không nên mình chuyển khoản. Sao lại chuyển khoản? Lộp vòng chuyển khoản à? Hả? Lộp vòng chuyển khoản à? Trường hợp nào? Thế mà được đi đấy, biển 19 hôm nay đấy. À, đâu chẳng biết tao điều kiện nhắc nhở cho đi rồi. À, tao điều kiện à? Mới đầu bảo anh có tiền công chuyển khoản em mới tiền mặt em với em được vào. Ờ. Ờ, không chút mà chuyển khoản. Ờ, thấy bạn bảo là vượt đèn đỏ mà lại... Vượt đèn vàng. Vượt đèn vàng. Thế em thấy đâu vượt đèn vàng. Vượt đèn vàng. Nhắc nhở quyền dừng cái xe nóng quá, thường cái xe nóng mấy anh kia nó mất mát kia đấy thôi mang cái bạc cái xe 08 nhỉ, cái xe 08 thôi chẳng có người vi phạm nó tát bớt một máy thôi, tát bớt một máy anh cứ kết thúc. Tôi chết rồi. Cái rỗi đi.